Jason. Hello. What's up? Chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay lại với channel của Boss Gear. Thì như các bạn đã thấy thì trên bàn của mình đang là một chiếc bàn phím cơ K100 RGB nhưng mà là phiên bản màu trắng. Thì nhân tiện đây mình đang nói là vì sao mà mình lại thích phiên bản màu trắng hơn là những phiên bản bàn phím màu đen. Thì thứ nhất các bạn có thể nhìn thấy là cái màu trắng nhìn nó sẽ sáng hơn, đèn LED nó tỏa lên cũng đều hơn. Đó, các bạn có thể thấy là khi mà cái play nó màu trắng bạc thì cái đèn LED nó hắt lên nhìn rất là sáng. Thứ hai là khi mà các bạn sử dụng những cái con màu trắng như thế này thì chơi keycap thì cực kỳ là nổi bật. Đặc biệt là những cái keycap màu hoặc là những cái keycap lẻ hoặc là những cái keycap artisan á, tức là những keycap mà thủ công á, thì mình gắn lên thì nó rất là nổi bật. Không giống như những cái bàn phím màu đen thì khi mà mình gắn hoặc là mình chơi keycap thì nó sẽ bị chìm xuống, không nhìn rõ cái keycap đó. Đó là lý do vì sao mình thích những chiếc bàn phím cơ màu trắng và đặc biệt là LED RGB nữa. Thì nó show LED rất đẹp. Thì tiện thể ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một cái bộ keycap nữa. Thì đó, như các bạn biết là đã có bộ keycap crystal hình tròn rồi. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái keycap crystal hình vuông nhưng mà phẳng lì. Tức là nó không có lồi lõm như những cái bộ keycap này mà nó phẳng luôn, gần giống như là hình tròn vậy. Ok, bây giờ mình sẽ thử thay nhé. Ta-da! Các bạn có thể thấy là mình đã thay toàn bộ keycap crystal vuông tròn và crystal vuông và trong bàn phím này các bạn nhìn thấy là nó đã khác biệt rất là nhiều. Keycap crystal này thì vẫn như là keycap crystal tròn, thì nó vẫn có một cái lớp nhựa trong suốt bên ngoài. Cái lớp nhựa trong suốt này sẽ giúp cho cái đèn LED nó tỏa ra đều hơn và cũng như là nó sẽ tỏa ra xung quanh viền luôn. Đặc biệt ở chỗ cái keycap này là nó sẽ phẳng hoàn toàn, thì cho các bạn có cảm giác giống như là những chiếc bàn phím laptop vậy đó, nó sẽ phẳng hết, và những chiếc bàn phím văn phòng ngày xưa á. Các bạn có thể nhìn thấy là khi mà màu trắng lấp vào thì nó rất là đẹp. Đó, cái đèn LED nó tỏa lên hầu như là toàn bộ cái bàn phím này đều có đèn LED hết. Và cái chỉ có cái phần chữ này lên là nổi bật hơn khá là nhiều thôi. Đó, bây giờ mình sẽ cùng cho các bạn ngắm sơ qua chiếc bàn phím nhé. Rồi, như đã thấy thì mình đã cho các bạn xem chiếc bàn phím K100 RGB sau khi đã khoác lên một cái bộ keycap crystal màu trắng và bàn phím cũng màu trắng luôn. Thì nó phải nói là quá là xuất sắc. Phải nói là cực kỳ nổi bật luôn. Nếu như các bạn thích màu trắng thì đây là một trong những cái bộ combo mà có lẽ là không thể nào bỏ qua được. Và tất nhiên thì khi mà các bạn mua combo cả bàn phím lẫn keycap thì bên mình sẽ hỗ trợ free ship luôn cả hai sản phẩm này nhé, mọi miền trên tổ quốc nha các bạn, ship code đấy. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ like và subscribe giúp mình nhé. Bye bye.